Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, cũng là tập cuối của câu chuyện Trường Hợp Tôi Có Ma của tác giả Lai Phong trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chìa khóa kêu lủng lẳng. Tôi đoán đó là bác Vũ. Người cầm đèn pin tiến vào trong phòng, soi đèn pin xung quanh. Khe bàn giáo viên có một rãnh hở, cho nên Tú có thể quan sát được. Kỳ lạ thật, vừa mới nghe tiếng nói chuyện ở trong đây. Nói xong người đó quay đi khóa cửa phòng lại. Tôi đã nhận ra đó là giọng nói của bác Vũ. Hình ảnh bác Vũ khóa cửa làm cho Tú hơi kinh ngạc. Chẳng phải đêm thứ hai cửa phòng đều đã khóa kỹ càng, làm sao Ngân vào đây được chứ? Đêm này cũng vậy, sau khi Tú leo cửa sổ vào, cửa hình như đã khóa. Quay lại nhìn Ngân, Tú liền thắc mắc. Ngân, sao cửa phòng khóa mà em lại vào đây được? Có khóa đâu, mấy lần em vào đây đều thấy cửa không khóa. Có hôm sau khi mà trưng tập hợp thầy cô, rồi kêu hai anh ở lại, em thấy không an toàn cho nên đêm đó em không có vào trường. Đêm thứ ba anh vẫn thấy có người ghi lên bảng cơ mà. Ngân lúc này khẳng định, đêm đó em đâu có vào trường chứ. Đêm đó dòng chữ ghi lên bảng rất khác. Tôi ngửi mùi tanh như máu thật chứ không phải là nước sơn như hai lần trước. Với lại 5:30 sáng biến mất, tôi lại khẳng định chẳng có ai vào để xóa. Hai người nói chuyện thêm một lúc, Ngân kể về Trương, về chuyện tình giang dở của chị hai, về việc cô nghi ngờ Trương thế nào. Tôi nhập tâm vào câu chuyện nhưng không biết ở phía sau cánh cửa sổ có một người đứng đó từ lúc nào. Trương bỏ đi, anh đã nghe đủ những thứ cần nghe. Trời đêm nay không có trăng, cả sân trường chìm vào trong bóng tối. Nhưng Trương đi từng bước lặng lách không gặp khó khăn chút nào, vì anh đã quen với mọi ngóc ngách trong ngôi trường này. Chiều nay sau khi quay trở về, anh một mình lén lút quay lại trường, đóng cửa phòng hiệu trưởng không bật đèn ở trong đó. Anh muốn chính mắt anh đêm nay quan sát ai là người ghi lên bảng. Trương đi một vòng khá xa để tránh tiếng động, đi lên cầu thang vào trong phòng hiệu trưởng. Trong căn phòng tối, Trương đưa tay vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ. Đêm qua thật ra anh không hề thấy thứ được ghi trên bảng. Sợi dây chuyền của anh là lấy từ thầy X, một người thầy pháp trừ ma vô cùng giỏi ngoài Tây Bắc. Sở hữu sợi dây bên người thì không có thứ tàn niệm tâm linh oan hồn nào có thể tiếp cận được đến anh, cũng như anh có thể thấy những thứ đó. Trương bật đèn và lát ngồi xuống lục trong đống tài liệu, lấy ra tập hồ sơ giáo viên Nguyễn Thị Ngân. Sáng hôm sau, Trương ra ngoài chợ đến một cửa tiệm trang sức. Làm cho một sợi dây chuyền y hệt như vậy, làm ngay nhé. Chủ cửa tiệm thấy thầy Trương liền nhận ra ai, vội chạy ra. Cái gì đưa đây anh làm ngay? Em lấy ngay, em ngồi em đợi. Nhớ là làm y hệt như đó, làm tốt em sẽ thưởng thêm. Ngồi đợi khá lâu, vài lần Trương quay lại hỏi, nhưng người thợ vẫn chưa làm xong. Công việc của anh trên trường khá nhẹ nhàng, nhiều giấy tờ việc quan trọng đều nhường cho thầy phó hiệu trưởng và cô phụ trách. Hết tiết 5, hôm nay là bữa viết bài văn số 1, cho nên Tú chỉ việc ngồi chơi, thỉnh thoảng nhìn xuống xem học sinh làm bài. Từ bấy giờ hiếm ai có điện thoại, cho nên văn đều tự nghĩ ra. Hôm năm sắp bài thi của năm lớp, Tú định đêm nào rùng rợn sẽ lấy ra ngồi đọc bài của mấy học sinh nam học kém cá biệt, như vậy đảm bảo sẽ hết sợ. Cô Ngân từ xa lại lên tiếng chào anh. Chào thầy Tú. Đêm qua sau khi nói chuyện, vì cửa khóa cho nên Tú với Ngân leo ra cửa sổ bên ngoài. Chuyện Trương Tú cũng 50-50, tiếp xúc với nhau một thời gian. Tú cảm thấy tuy Trương có hơi khác lạ, nhưng không giống như loại người xấu. 10 năm trước Ngân còn quá nhỏ, chắc vì nghe chị mình cứ nhắc đến tên Trương, cho nên nó áp vào trong giấc mơ. Tất cả suy đoán chỉ một phương một phía. Tôi lúc này liền vẫy tay. Chào cô Ngân. Cả ngay ngồi dưới ghế đá, Ngân liền hỏi. Chưa qua thầy lấy được sợi dây chuyền rồi, sao lại không đưa cho em? Tại thầy Trương la thảm quá cho nên tôi đưa cho thầy ấy. Mà thầy Trương bảo sợi dây chuyền đó của ba má anh ấy mà. Ngân có xem nhầm lẫn gì không? Thầy... Tôi quay sang một học sinh khối 10 Tú vừa dậy xong chạy tới. Bài này chừng nào chấm bài vậy thầy? 2 tuần sau thầy phát bài. Thầy đùa hả? 2 tuần lâu lắm. Thôi chào thầy em về.
Tôi nhìn theo dáng vẻ của học sinh quay sang Ngân. Thường kiểm tra em bao lâu phát bài? Tự nhiên có một cảm giác gì đó xuất hiện trong anh. Học sinh nữ vừa nãy tên là Liên. Liên là một học sinh lễ phép. Học tốt lúc chào anh tại sao không chào luôn Ngân? Cho dù ngài không chào Ngân thì ít ra cũng phải liếc nhìn một cái. Liên cứ như kiểu cái đá chỉ có một mình anh ngồi vậy. Đằng xa Trương đang đứng trên lầu quan sát Tú. Vài ngày sau không khí trong trường học phổ thông Đức Trọng không có gì thay đổi. Trò trêu chọc trên bàn vào mỗi buổi sáng cũng không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Tú đã hứa với Ngân sẽ tìm hiểu điều tra sáng tỏ về việc chị Hà mất tích, khuyên cô đừng làm gì dại dột. Cô Ngân, hay là cứ thử hỏi anh Trương xem thế nào, có khi anh biết không chừng, vì đêm ấy Ngân bảo là chị Hà lên trường gặp anh ấy mà. Ngân lắc đầu vô vọng đáp, năm xưa bố mẹ của em chẳng hỏi anh Trương cả chục lần, nhưng mà Trương đều nói đêm đó chỉ gặp chị em nói mấy câu, về sau thì chị Hà đi đâu không biết. Thế bây giờ Ngân tính làm gì tiếp theo? Anh hỏi thầy Tùng mấy giáo viên lớn tuổi năm ấy còn dạy ở trong trường thì ai cũng không có thông tin. Ngân đứng dậy chia tay, thôi em về đây chiều có tiết. Thế tình hình sức khỏe của ngoại Ngân sao rồi? Vẫn khỏe thầy, mà tại sao thầy hỏi vậy? Tôi quan tâm thôi mà. Ngân rời đi, Tú lại căng tin làm cốc đá chanh. Hôm giờ bận cho nên anh chưa ghé vào. Thầy Tú mấy hôm nay không có ghé lại đây, tại bận bịu quá nên là con quên mất. Chợt nhớ ra bà Sáu từng bảo bán ở đây đã lâu, Tú liền hỏi, sao có biết vụ cái cô Hà năm xưa mất tích không? Thì nghe bảo là theo trai, không biết bây giờ về chưa, chứ mấy năm đầu nghe thầy cô bảo là không có thấy về nhà. Bà Sáu trả lời thoi thóp, ấp úng, nhưng Tú cũng không hỏi thêm. Chắc là vụ việc này cũng chẳng đi đến đâu, rồi cho Trương có giết Ngân đi nữa, 10 năm rồi cũng chẳng lấy đâu ra bằng chứng, với lại giết để làm gì. Có lẽ cái tên Trương được Hà nhắc đến nhiều lần, và đó cũng là cái tên duy nhất Ngân nghe thấy. Cho nên những giấc mơ của Ngân, thầy Trương đã trở thành kẻ thù ác. Thật tội cho Ngân, chắc Ngân cố gắng theo nghề giáo viên ở cái thời lương ba cọc ba đồng này. Cứ vào trường này chỉ để mong tìm được một vài tin tức về Hà. Cầm cốc đá chanh vừa đi vừa uống thì Tú bắt gặp Ngân. Ơ chào Ngân, nãy tưởng cô về rồi, tôi đang nghĩ tới cô. Anh Tú, bà em sắp mất, anh lấy cho em sợi dây chuyền ngay lúc này được không? Ông em rất muốn lần cuối bà em được thấy nó. Tú cảm thấy khó hiểu, Ngân trước mắt của anh với Ngân bàn nãy như hai con người khác nhau. Nhưng mà anh mới hỏi thì em bảo ông bà em vẫn khỏe cả mà, mới bàn nãy đây thôi. Ngân lúc này khóc rồi nói, em vừa nghe tin cho em gọi xong thì quay lại nhớ anh giúp em đi, em muộn thôi cũng được, bà em nguy kịch cho em bảo sống chỉ được 2-3 hôm nữa. Lúc xưa ông em yêu bà, bị bố mẹ ngăn cản, cố gắng lắm mới có được sợi dây chuyền là vật kỷ niệm minh chứng. Thôi để tôi giúp, nội trong ngày mai tôi sẽ đưa cho Ngân, sáng mai sẽ có, thế nhưng mà mượn thôi rồi trả lại, tại hôm trước tôi thấy anh Trương anh ấy quý nó lắm. Tú làm mặt kiên nghị tự tin, Ngân mỉm cười. Về sáng mai anh nhớ đưa cho em, đừng giống như lần trước. Mà tôi sẽ đưa dây chuyền cho cô, công lắm là anh Trương chỉ tôi một trận. Quang cốc đá chanh đã uống cạn vào thùng rác, Tú bỏ về phòng. Anh lấy trong cằm ra lọ thuốc ngày trước Ngân đưa. Suy nghĩ một hồi anh lấy nó vứt vào sọt rác. Huy ơi, cho em mượn xe đạp đi đây chút nhé. Đang ôm điện thoại, Huy liền quay sang. Đi đâu? Kể anh nghe. Hồi giờ có thấy em mượn xe đạp lần nào đâu, việc gì quan trọng lắm hả? Tú cười rồi bỏ đi. Tú dự định chiều nay tan trường, rủ riêng Trương ăn uống, sau đó bỏ thuốc mê rồi lấy dây chuyền. Nhưng mà nhìn thuốc Ngân đưa ngày trước, Tú lại không an tâm, cho nên ra chợ mua cho chắc. Từ lúc Tú đạp xe khỏi trường, Trương đã nhìn thấy. Kể từ đêm hôm nghe được cuộc nói chuyện của Ngân và Tú trong phòng học, Trương không phút nào rời mắt khỏi Tú. Vì mới đây thôi ít khi ra ngoài, cho nên Tú không dành đường xá. Với thuốc mê đâu phải là mua dễ, Tú phải hỏi thăm cả buổi chiều mới tới mua được. Khi mua anh nhắc đi nhắc lại mấy lần, ý tôi bác nhé, đủ để cho ngủ 1-2 tiếng thôi. Cho nên phải đến xế chiều anh mới về lại trường, bỏ nhiều tâm huyết công sức ra như vậy. Bởi vì Tú thấy vụ chị Ngân là Hà mất tích, anh không giúp được gì, cho nên đành giúp Ngân vụ sợi dây chuyền cho chót. Rồi xin lỗi và khuyên Ngân từ bỏ việc nghi ngờ Trương, từ nay sống thảnh thơi. Vào trường Tú không thấy thầy Trương đâu, mặt trời chưa xuống bóng hẳn.
Thường ngày giờ này Trương vẫn còn trên phòng hiệu trưởng. Móc điện thoại ra gọi cho Trương, Tú chờ tít tít hồi lâu không ai nhấc máy. Thất vọng, Tú về phòng ký túc nghỉ ngơi sau một buổi chiều đạp xe cực nhọc. Thầy Trương hôm nay về sớm thật đó, đã thất hứa với cô Ngân rồi. Tú giật mình tỉnh dậy thở hồng hộc, anh vẫn chưa hết sợ vì giấc mơ vừa rồi. Chỉ là mơ thôi. Trong giấc mơ anh thấy người đàn ông áo xám tên Khanh, theo như lời của Nhung và bà Sáu, mở cửa bước vào phòng ký túc, đứng cuối giường nhìn anh chằm chằm miệng thì nói. Nhất định từ giờ đến cuối năm, đừng tin lời của bất cứ ai, sao không nghe lời của tôi. Nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng, Tú nằm nhắm mắt ngủ thêm một lát. Cả Tú, Trung và Huy đều không sợ ngủ quên trễ tít dậy, vì ba người đều dậy buổi sáng, chỉ cần một trong ba thức dậy sẽ kêu hai người còn lại. Thầy Tùng chào thầy, có chuyện gì không Tú? Sáng giờ không thấy Trường, Tú liền hỏi. Hôm nay sao không thấy thầy Trương đâu thầy? Ở Trương hả? Sáng gọi bảo là gia đình có chuyện cho nên nghỉ 2-3 ngày, có chuyện gì không? À dạ không ạ. Tôi thất vọng quay đi. 2 ngày sau đó thầy Trương vẫn chưa có mặt trên trường. Mỗi lần gặp Mân trên trường, Tú đều cố ý né tránh, chỉ để lại một câu: xin lỗi cô, anh Trương đang vắng, khi nào anh về đã. Là một đêm gió lạnh thổi từ cửa sổ vào làm cho Tú thức dậy. Anh lớn lên ở ngoài Bắc, trải qua mưa phùn gió bức từ nhỏ. Gió lạnh trên Lâm Đồng đáng lẽ đâu làm khó được anh. Thế nhưng gió ở trường phổ thông Đức Trọng này cứ làm ra thịt của anh bút giá. Hôm nay 29 năm lịch trời không một ánh trăng, không gian xung quanh giờ chỉ còn có tiếng gió và tiếng kim đồng hồ. Tôi quay lại hướng cửa sổ nhìn dãy trường lầu trước mặt. Anh cười cay đắng. Phải là đã tới đây hơn 1 tháng, không biết ở nhà bố mẹ với chị hai, ông anh rể ra sao. Tôi cầm điện thoại xoay xoay, định bấm số rồi lại thôi. Đã nửa đêm rồi. Nhớ về những lời nói không đầu đuôi của Khanh, của bác Sáu, bảo anh mau rời khỏi trường, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cũng không biết làm sao. Nghe giáo viên ra trường sắp xếp đi đâu thì mình đi nấy, đâu được tự ý lựa chọn. Vì thế năm xưa học xây dựng, giờ thì biết đâu đã thành chủ thầu ở Hà Nội. Lấy trong túi ra tấm ảnh chụp kỷ niệm chung của thầy cô hôm khai giảng mùng 5 tháng 9 vừa rồi. Bật đèn và lát điện thoại soi vào. Trong bức ảnh hầu như đầy đủ thầy cô, chỉ thiếu mỗi Trương. Nhìn sang Khanh đang đứng sát bên anh. Trong lúc chăm chú thì anh thấy hình như trước ngực, dưới chân của Khanh như bị khắc in một thứ gì. Tú đưa mắt quan sát kỹ. Nhìn quen thật đó, giống như lá bài dán vào cơ thể có 4 lá. Tôi nhớ lại chuyện Trương dặn Tú hôm nọ, dán 4 lá bùa vào Huy, một trước ngực một sau lưng. Tú lại nhìn Trương trong bức ảnh có 2 khoảng đen chữ nhật trước ngực Khanh. Nhưng vì là ảnh 2D cho nên Tú cũng không chắc có phải một trước một sau hay không. Tú xoay người nhìn Huy, nghĩ cũng lạ, dạo trước Trương cứ liên tục hỏi mình về Huy, thế nhưng gần đây lại không thấy nữa. Tú híp mắt, ông anh Huy này chắc chia tay bồ rồi. Dạo này ban đêm toàn đi ngủ sớm, không nhắn tin thâu đêm nữa. Yêu xa là vậy, làm gì mà vững chắc. Bỗng nhiên Tú nghĩ đến Ngân. Mai mốt gặp Trương phải lấy sợi dây chuyền giúp cô ấy mới được. Nếu ông bà mình như vậy, mình cũng muốn lần cuối họ được thích kỷ vật. Mấy 10 năm trước đó, tâm hồn của một người thầy dạy ngữ văn sôi sục trong Tú. Ngắm nghía tấm ảnh, nhìn khuôn mặt những thầy cô khác mà thường ngày anh ít hay tiếp xúc, thì đèn vẫn lát tắt có cuộc gọi đến. Nhìn số điện thoại rất quen, thế nhưng không nhớ rõ là của ai. Alo, giờ này còn thức sao Tú? Anh Trương đây. Chào anh Trương, mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Định rủ anh uống một bữa mà không có thấy. Tú nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia. Mới có 3 ngày đã nhớ anh rồi hả? Chiều mai chủ nhật anh về anh uống với mày. Thôi anh tắt máy nha, và anh la. Cúp điện thoại xong, cô nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ được. Thế mai chủ nhật không có tiết dạy, cho nên anh ra ngoài đi dạo một vòng. Tôi đã quen với toàn bộ sân trường này, mỗi nơi ở đây hàng ngày đều đi qua. Chỉ có duy nhất vườn thuốc nam kể từ lúc gặp Trương, Tú quay lại. Ngày trước nghe bạn bè kể chuyện ma, anh cứ nghĩ toàn là những câu chuyện bịa mua vui về đêm. Không ngờ những thứ đó lại xảy ra trước mắt của anh. Đang đi dạo trên sân trường, Tú cảm giác có ai đang đi sau lưng của mình. Vì không khí đột nhiên thay đổi, mát mẻ thành lạnh giá, Tú không nghe tiếng bước chân.
Anh cố gắng đi từ từ về phòng ký túc không dám quay đầu. Lần này là bác Sáu hay là Khanh đây? Một bàn tay đầm lên vai của anh, rất nhẹ, không phải là tay của đàn ông. Tú lúc này quay lưng lại. Nhung, sao giờ chị ở đây? Không ngủ sao mà đi qua đi lại như vậy? Em cứ tưởng là ma đi theo em chứ. Mà chị giờ này ở đây làm gì? Thì 4 giờ hơn rồi còn gì. Đêm nay tự nhiên dậy sớm nên là đi sớm. Mà em không ngủ hả? Mai chủ nhật, với lại hôm nay em cũng có ngủ. Mà ngày mai chủ nhật có dậy đâu mà chị dậy sớm. Chị nói thật cho em nha, sao giờ này chị ở đây? Sắp tới ngày nhà giáo Việt Nam, cho nên các lớp tổ chức tiết mục múa hát. Có người trên sở về cho nên phải bài bản. Sáng mai mấy em có tập vợt để chị duyệt qua. Nhung lúc này nhìn Tú rồi nói, ngày mai em có định đi làm gì thì đừng làm nha, ngày mai xui lắm đấy. Ngồi trên cái đá, Tú cảm thấy ớn lạnh. Tiếp xúc với Nhung trên trường đã nhiều lần, nhưng lần này cái nhìn của Nhung dành cho anh rất xa lạ. Ngày mai chủ nhật có múa hát, Nhung tới trường là đúng, nhưng đâu cần phải tới sớm như vậy. Trong lúc tránh ánh mắt trực tiếp của Nhung thì Tú thấy trước mặt của anh Nhung không có bóng. Anh và Nhung ban nãy vừa lượm một chiếc ghế đá sáng sủa có bóng điện sau lưng. Tại sao chỉ mỗi mình có bóng? Tú nhòm ra sau lưng bên hông của Nhung, anh hy vọng cái bóng của Nhung ở đó. Tú vẫn không thấy. Lúc hoang mang nhớ tới cuộc hẹn của Trương, Tú tạm để cho Nhung ngồi lại ghế đá rồi bỏ lại phòng đặt báo thức 12 giờ trưa. Giữa trưa, Trung lay tay đánh thức Tú khỏi giấc ngủ chứ không phải là tiếng nhạc chờ báo thức. Sẽ ăn cơm Tú ơi, ngủ gì 11 giờ trưa vậy? Đánh răng rửa mặt xong, Tú ăn cơm thật no vì nghe nói là ăn cơm nhiều trước khi uống bia sẽ khó say. Một giờ sau, tiếng điện thoại vang lên là Trương gọi đến. Tú ơi, anh mua sẵn bia đồ nhậu rồi. Mau tiếp phòng dụng cụ anh em mình uống. Ok anh, bây giờ em qua. Tú không rủ Trung Huy theo vì lát nữa đây anh định sẽ lấy sợi dây chuyền trong lúc Trương ngủ say. Anh tính lấy xong tối đó sẽ đi ra ngoài nhà nghỉ, sáng về trường đưa cho Ngân, rồi để cho Ngân nói chuyện với Trương. Nhưng có một sợi dây chuyền thôi, có phải đánh đổi nhiều việc như vậy không? Nhiều lúc Tú thấy mình dại gái, thế nhưng nhớ đến những lần Ngân hít nước mắt chờ anh đành giúp tới cùng. Phòng dụng cụ nằm ở dãy trường bên phải, từ ngoài nhìn vào, từ cửa sổ nhìn ra là vườn thuốc nam. Tú mở cửa bước vào trong phòng, chưa ngồi kế bên cửa sổ. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được vài ngôi mộ chưa di rời. Tú lúc này liền thắc mắc, sao không uống ở phòng hiệu trưởng luôn mà ra đây anh Trương? Phòng hiệu trưởng dù gì cũng là phòng làm việc, ăn uống ở đó nó dơ lắm. Tú lúc này vào phòng ngồi xuống cái ghế đối diện. Hôm nay chuẩn bị nhiều món vậy mà sao toàn đồ chay vậy? Hôm nay là mùng 1 mà. Trương Khuê lon bia đưa cho Tú, nhìn ra những ngôi mộ ở ngoài cửa sổ. Đêm đầu tiên em ngủ ở ký túc xá là em thấy anh ngoài này chứ không phải thằng Huy phải không? Đêm đó em mượn dép của anh Huy đi cho nên chắc anh nhầm. Mà anh làm gì đêm đó vậy? Em thấy giống như đang tìm thứ gì vậy? Chắc đêm đó nghĩ anh giống tên khùng cho nên thầy Tú sợ bỏ chạy phải không? Để anh kể chuyện này. Tú uống một ngớp chăm chú lắng nghe. Chuyện này anh cũng thắc mắc từ lâu. Thầy Tú thắc mắc tại sao xây vườn thuốc nam không kéo dài hết mà chừa lại mấy ngôi mộ này phải không? Xong câu, Trương im lặng nhìn Tú chờ phản hồi. Không biết thầy Trương cứ kể đi. Thì có quỷ đó, linh lắm cho nên năm xưa phải xây chừa lại, rồi dán trên mấy bia mộ mỗi cái một lá bùa mới yên được. Thế là anh thấy bọn quỷ rồi sao? Anh dạy ở đây mười mấy năm, thế nhưng mà cũng chỉ nghe truyền miệng chứ chưa tận mắt thấy. Trương uống hết lon bia rồi kể tiếp. Đợt trước bão to quá bày mấy cái lá bùa niêm phong, cho nên là anh sợ rồi kiếm dán lại, kiêng cứ vẫn thốt em ạ. Thì sao vậy? Em lại cứ tưởng anh tưởng gì? Anh bình thường mà có gì đâu. Mà sao hôm em lấy sợi dây chuyền này của anh vậy Tú? Tôi cứng họng không biết phải nói sao, đành xin đi vệ sinh để lảng tránh. Uống mấy này em mắc tiểu quá, em đi vệ sinh tí nhanh thôi. Tiểu xong, Tú bước ra phòng vệ sinh thì chân của anh dẫm phải một thứ rất trơn khiến cho anh ngã sấp ngửa. Định bỏ qua thì anh nhìn thấy hình ảnh ngôi trường rất quen thuộc. Tú cúi xuống nhặt tờ báo cũ lên đọc. Trên tờ báo trắng đen điểm tin chính có tiêu đề: một thầy giáo đột quỵ không rõ nguyên nhân. Những dòng chữ đầu hiệu trưởng Trần Hùng Hồ, đại diện của phía nhà trường cho biết, sáng ngày 11 tháng 12, một thầy giáo đột quỵ được phát hiện trong một phòng học.
Trần hùng hồ, đó chắc là thầy hiệu trưởng trước anh Trương. Nhìn sang ảnh thi thể Tú thích nạn nhân trên người được dán bốn lá bùa kỳ lạ, mỗi lá kích thước như một con bài. Vì là hình ảnh trắng đen cho nên Tú không thể nhận ra được màu sắc của chúng. Thế nhưng anh nhận ra đó là bốn lá bùa Trương đưa cho anh hôm nọ. Đánh rơi tờ báo, Tú lo lắng, Trương sau hôm đó lại kêu anh dán lên người cổ Huy. Cúi xuống nhặt tờ báo lên nhìn góc ngoài cùm. Ngày 11 tháng 12 năm 1992. Hơn 7 năm rồi, sao tờ báo vẫn còn ở đây, lại còn rất mới. Không để cho Trương đợi lâu, Tú về lại phòng. Ngày Trương vừa say vừa kể đủ thứ chuyện ở trường này. Tôi thấy hôm nay tâm trạng của Trương vô cùng thoải mái. Cảm giác như hỏi chuyện gì cũng đều trả lời. Tú đành hỏi về chuyện của Hà. Nói không phải, nhưng mà em có nghe thầy Tùng kể. Ngày đầu anh vào trường có yêu nhau với một cô giáo, sau đó cô ấy mất tích. Thế chắc hẳn anh phải biết thông tin gì chứ. Trương nhìn Tú một lúc, sắc mặt đi xuống trông buồn bã. Hà sao? Xem lại quan tâm chuyện này. Em nghe thầy Tùng kể cho nên em tò mò thôi. Hà với anh yêu nhau được mấy năm, từ hồi còn sư phạm mà. Ở cô ấy hiền đoan trang lắm, không phải giống như người ta đồn đại là bỏ đi theo trai. Nhưng cô ấy đi đâu thực sự thì anh không biết. Trong phút chốc thì Trương như mất thần, nhưng đang nghĩ về một chuyện gì đó rất xa xăm. Tôi lúc này liền đặt câu hỏi. Thế trước khi mà cô Hà mất tích, đêm đó anh là người cuối cùng gặp cô ấy mà. Anh có nhớ đêm đó đã nói gì không? Thay vì trả lời Tú, Trương cứ hít nốc bia, lon này đến lon khác, Trương như là sắp khóc. Không muốn tin nhưng mà Hà nó làm điều dại dột rồi Tú hả? Nhiều đêm Hà cứ hiện về trong giấc mơ của anh. Người cô ấy ướt sũng cứ kêu anh đi với cô ấy. Đêm đó xảy ra chuyện gì với anh Trương? Trương lúc này cúi đầu xuống bàn. Anh yêu Hà, yêu lắm. Thế nhưng mà lỡ làm mai vợ của anh hiện tại có bầu, cho nên phải có trách nhiệm. Ở vị trí của anh em mới hiểu được, không phải anh bạc tình đâu. Mai nhà gia giáo bể tí, con gái mang thai như vậy biết chui vào đâu. Với lại cũng đã qua tốt nghiệp đủ 18, cho nên anh đành gác lại chuyện tình yêu với Hà. Đêm đó anh nói vậy rồi Hà bỏ đi. Rồi mấy ngày sau cô ấy không quân đi dạy, anh cứ nghĩ là do buồn cho nên vắng ít hôm. Rồi một tuần sau, một tháng sau, cô ấy không có về nữa. Anh cũng ân hận lắm. Giá như đêm đó anh không để cô ấy đi thì đâu đến nỗi như vậy chứ. Nói xong Trương đứng dậy bảo là đi vệ sinh, nhưng vừa đi thì đã té ngã. Tú lúc này vội dìu Trương. Hôm nay anh uống nhiều cho nên say rồi, anh đi được không? Trương lúc này ho rồi nói, nhà vệ sinh gần đây mà, anh đi được. Nói xong thì Trương mở cửa đi ra. Trong căn phòng thiết bị dụng cụ bây giờ chỉ còn lại Tú ngồi ở đó. Vậy là Ngân đã trách lầm Trương. Có lẽ là cô Hà chị của Ngân vì quá đau buồn cho nên đã bỏ đi. Đi một nơi khác để sinh sống hay là một điều gì đó dại dột. Tú lúc này lắc đầu, anh mong rằng chuyện đau buồn này không xảy ra. Thực tế trong những câu chuyện án văn anh đọc, nhiều nhân vật chính phủ trải qua những chuyện đau buồn đều bỏ xứ mà đi, rời khỏi nơi chứa đầy những kỷ niệm. Tú sợ trong túi gói thuốc mê, đêm qua anh đã định lúc uống bia với Trương, nhân lúc Trương không để ý sẽ bỏ vào một chút, rồi lấy đi sợi dây chuyền. Thế nhưng không ngờ hôm nay, Trương vì xúc động quá nên uống quá chén, giờ say bí tỉ chả khác gì hôn mê, cho nên anh không cần tới nó nữa. Từ đầu đến giờ Tú chỉ uống vài ngụm cho nên anh vẫn còn rất tỉnh táo. Anh nghĩ trong đầu một lát nữa thôi, Trương sẽ ngủ gục ở trên bàn. Có mức mưa từ cửa sổ bay vào trong mặt của anh. Tú nhìn ra bên ngoài, hôm nay trời đổ mưa và cũng là lần đầu tiên mưa kể từ cái hôm đầu tiên Tú xuống xe khách tới trường phổ thông Đức Trọng. Anh bỗng nhớ đến bà Chín, mẹ của anh. Hứa là sau khi vào đây, lúc mà ổn định sẽ thường xuyên gọi về. Vậy mà bao nhiêu chuyện ập tới làm cho anh quên đi mất. Trương đi vệ sinh đã lâu mà chưa thấy vào. Rảnh rỗi Tú nhấc điện thoại gọi cho mẹ của anh ở Thái Nguyên. Hai con số cuối 78 anh lần mò trong danh bạ. Trước giờ có bao giờ gọi mẹ anh đâu, cho nên không nhớ số. Tú lúc này ấn nút. Ở đầu dây bên kia tít 8-9 lần mà vẫn không có ai nhấc máy. Tú đành phải gọi điện cho anh Nam vì chị anh không có điện thoại di động. Alo Tú hả? Sao hôm nay mày gọi anh vậy? Đúng là giọng nói quen thuộc của ông anh rể.
Tú lúc này liền hỏi thăm. Mẹ với chị em sao rồi anh? Khỏe không? Em gọi mẹ không thích nhấc máy. Khỏe chứ, mới đi có 1-2 tháng thôi mà. Tết nhớ dẫn người yêu Đà Lạt về nhà Tú. Nói chuyện hỏi thăm thêm một lúc thì Tú bấm nút đỏ tắt máy. Lấy điện thoại khỏi tai nhưng có cảm giác điện thoại vẫn còn phát ra một thứ âm thanh gì đó rất nhỏ. Tổng đài trừ tiền sao? Tú đưa điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông nói với anh. Mau rời khỏi phòng thiết bị. Đừng tiếp tục dạy ở trường này. Sao cậu không nghe tôi? Ta nói hôm nay cứ ở yên đừng có làm gì cơ mà. Tiếng nói giống như là một tiếng gió vang lên từ cõi xa xăm. Hôm nay đừng làm gì. Tôi thấy quen quen, chẳng phải đêm qua nhưng cũng nói với anh như vậy. Như vậy có nghĩa là gì? Trương bước vào trong phòng. Gọi ai vậy Tú? Dạ, em gọi về hỏi thăm bố mẹ. Bố mẹ ở ngoài đó khỏe chứ? Dạ khỏe. Em người Thái Nguyên à, giọng em giống hệt Huy. Anh nghe hay đấy, em nghe giọng anh Huy mới đầu cũng không cùng người Thái Nguyên. Nào uống tiếp đi anh. Hôm nay anh thấy chú háo hức hơn mọi khi, định chúc cho anh say hả? Cuộc vui kéo dài không được bao lâu thì Trương đã gục xuống bàn. Thầy Trương ơi. Tú tự xem Trương còn phản ứng gì không. Thấy thời cơ đã tới, Tú đưa tay lên cổ của Trương, tháo sợi dây chuyền bỏ vào túi áo rồi rời khỏi phòng. Tôi đã tính toán xong hết. Buổi trưa lúc mà ăn cơm, Tú hỏi mượn xe đạp của Huy từ Đức Trọng lên Đà Lạt không quá xa. Đêm nay anh đạp xe dạo hoa chợ Đà Lạt về đêm. Không cảnh anh chỉ toàn nghe kể chứ chưa tận mắt thấy. Rồi ngồi lại tại nhà nghỉ. Nếu có ngân giờ này anh sẽ đưa dây chuyền cho cô. Nhưng có đưa thì đêm nay anh cũng không thể ở phòng ký túc được. Kiểu gì Trương tỉnh dậy cũng kiếm anh để đầm ẩm lên. Tôi hy vọng sau việc này anh sẽ thuyết phục được Ngân nói chuyện trực tiếp với Trương. Ba mặt một lời. Anh ở giữa hóa giải mọi hiềm khích bấy lâu. Nếu bà Ngân mà mất mà chưa nhìn được sợi dây chuyền này, anh sợ Ngân sẽ không bao giờ hết định kiến với Trương. Ra nhà xe Tú nghĩ lại. Ngân là em gái của Hà. Lẽ thường thì Trương công đối tốt thì cũng không có làm khó Ngân. Tại sao Ngân phải gián tiếp nhờ mình lấy sợi dây chuyền? Cô ấy đã từng bảo đang hỏi Trương nhưng Trương không chịu bán. Liệu Ngân đã từng đề nghị thật không? Nếu đề nghị chẳng lẽ Trương không niệm tình bà của Ngân cũng là bà của Hà bạn gái cũ mà không có bán sao? Tôi không biết tại sao chuyện này hình như còn uẩn khúc anh chưa rõ. Có lẽ đơn giản chỉ là lúc đó Trương không biết Ngân là em gái của Hà. Dắt xe đạp tới cổng, một người trung niên đứng ở đầu cổng cạnh chút bảo vệ chờ anh. Tôi nhìn một lúc cho rõ rồi thốt lên. Bác Hùng, lâu rồi mới gặp bác. Người đàn ông trung niên đứng trước cổng đó là ông Hùng, hành khách cùng với chuyến xe của tôi ngày trước. Tôi hớn hở lắm vội dắt chiếc xe đạp lại cổng trường. Trời, bữa bác ai chạy đâu mất, suýt nữa cháu lạc đường. Định hôm nào vào qua trường rồi hỏi thăm mời cháu về nhà uống nước. Mà công việc nó bận quá bây giờ mới rảnh. Cháu rảnh thì qua nhà bác ăn uống rồi nói chuyện chơi chiều tối rồi về. Lúc Trương hẹn Tú là 1 giờ chiều. Từ đó đến giờ chắc có hôm quá 3 tiếng. Không hiểu sao bác Hùng lại xuất hiện đúng lúc. Nhân dịp tôi cũng muốn đi đó đây. Về tới nhà bác cháu cũng đang rảnh. Bác đi bằng xe máy tới đây hả? Bác Hùng gật đầu hay là lên xe bác chở cho. Tôi cũng muốn ngồi xe máy cho nên cất chiếc xe đạp mượn của Huy về chỗ cũ. Đường tới nhà bác Hùng khá xa. Đường này lại lên Đà Lạt à bác, vừa chạy qua ngã ba Liên Khương kìa. Đúng rồi, ngã ba quẹo lên Đà Lạt. Thế nhà bác Hùng cả ngay đi vào. Tôi cũng khá là tự nhiên vì hành khách cũ trên xe gặp nhau thường mang lại một cảm giác thân quen. Nhà bác Hùng khá xa, phải ngồi xe gần tiếng đồng hồ mới tới. Rồi sao, dạy ở đó thế nào? Cũng ổn bác, trường mới sửa lại cũng rộng rãi, học sinh thân thiện lắm. Bác Hùng mang nhiều đứa thức ăn lên bày lên bàn. Ăn đi cháu, hôm nay cũng mùng 1, nhiều đồ một mình bác không có ăn hết. Hai bác cháu ngồi nói chuyện một lúc, tôi cảm thấy trong nhà không có ai. Bác nhà đâu mà không có thấy hả bác? Đi buôn bông rồi, 2-3 ngày mới về, tôi ngủ lại tại sạp ở ngoài chợ. Nhà có mình bác thôi, đêm nay cháu ở lại không? Tôi do dự tại sao lại trùng hợp và đúng lúc anh cần một chỗ ngủ như vậy. Thôi thì ngủ lại đây, khỏi tốn tiền nhà nghỉ, mai bác Hùng trở về. Nhà không có ai thì cháu ngủ ở đây một đêm. Cả hai nói chuyện với nhau rất lâu rồi cùng xem tivi. Phòng ký túc của cháu mà có cái tivi thì sướng, ban đêm chẳng biết làm gì.
Bác Hồng Trần đưa tay vào túi Tú lấy ra một sợi dây chuyền nhìn một lúc. Tú liền nói, bác thấy sợi dây chuyền này lạ đúng không? Do chủ cũ không có đủ tiền để đúc vàng cho nên là một nửa bằng đồng. Ánh đèn xanh từ tivi thùng cũ chiếu vào mặt bác Hùng làm Tú nhận thấy được nét mặt của bác trở nên nghiêm trọng. Sao cháu lại có cái thứ này? Thứ này là sao hả bác? Sẽ di truyền thưa mà. Thứ này thường sẽ chỉ ứng nghiệm với người chủ của nó, nhưng người nào có hận thù sâu như biển với người đã khuất thường đeo nó. Là sao cháu không hiểu? Bác công chú làm thầy cho nên cũng từng có sợi dây chuyền này một lần. Nói tóm lại là những người nào đeo sợi dây chuyền này là vì có ma quỷ đang theo họ, chỉ cần rời nó ra ban đêm ma quỷ sẽ tới lấy mạng của họ. Trên đời này có chuyện vô lý vậy sao bác? Bác cũng chỉ nghe ông chú kể thôi, nhưng mà hình dáng sợi dây chuyền này với sợi dây mà bác từng thấy không khác nhau gì cả. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, khó tin, nhưng nếu là sự thật thì Trương sẽ ra sao? Tôi đang loay hoay nhìn bác Hùng để tìm đồng hồ, thế nhưng không thấy. Mùng một âm lịch ngoài trời tối đen như mực, bụi chuối sau nhà đung đưa, mọi thứ vẽ nên một bức màn âm u làm cho Tú tin vào câu chuyện vừa rồi. Vậy sẽ dây chuyền chính là bùa hộ mạng. Bác Hùng đập mạnh vào vai của Tú. Hôm bữa cháu sao vậy? Bác kêu mãi không thích trả lời. Sao bác? Bữa nào đêm đó hả? Ngay trước cổng trường. Cháu nói bác bỏ đi vì bác không hiểu. Đêm đó rõ ràng là cháu chạy trước. Bác chạy theo gọi kiểu gì cháu cũng không nghe. Tôi lúc này trừng mắt bất động, bác Hùng liền kể thêm. Thoạt đầu tưởng gió to quá cho nên cháu không nghe thấy. Một lúc sau tiếng sát bên cháu kêu cũng không có nghe. Tôi nhớ lại cái cảnh tượng đêm hôm ấy. Rõ ràng khi mưa xuống bác Hùng đi nhanh hơn. Tôi dò lúc sau vali bị bung ra cho nên mới đứng lại. Sau một lúc bác Hùng lại nói, cái vali. Tôi nhớ lại cái lần đầu tiên anh gặp Ngân. Tại sao Ngân lại biết anh là giáo viên sắp chuyển tới trường phổ thông Đức Trọng? Có là thầy bói thì cũng đoán làm gì chuẩn như vậy. Ngân nói thấy giáo án của anh trong đống quần áo rơi ra, nhưng sau đổ vali ra phơi đồ anh không thấy. Ngân Hà. Hai cái tên quay cuồng trong đầu óc của anh. Tiếng nói của bác Hùng như thêm dầu vào lửa. Một lúc sau thì cháu đứng lại nói chuyện một mình trông ghê lắm. Tôi lúc này liền hỏi nhanh. Nói chuyện một mình bác kể rõ cháu nghe. Bác thấy cháu trở lại cái mái hiên đục mưa. Bác cũng định vô thế nhưng mà sợ bão lại tới như mấy hôm trước, cho nên chạy về nhà bố mẹ trước. Tại nhà dưới đó mái tôn nên bão tới phải canh giữ dây. Bác Hùng nhìn Tú nói nhỏ. Không có ý làm cháu sợ, nhưng bác thấy cháu đứng đó nói cười một mình, chứ đang giao tiếp với ai đó. Bác Hùng chỉ tay vào sợi dây chuyền. Cái này cháu lấy ở đâu kể cho bác nghe? Có một người bạn thưa bác. Thế thì người bạn đó của cháu vẫn bình an phải không? Phải là câu chuyện tâm linh về sợi dây chuyền này không đúng rồi. Tôi nghĩ đến Trương về những lần càng ngay nói chuyện với nhau. Tuy Trương có địa vị là hiệu trưởng, nhưng lại coi anh như là anh em. Dù anh chỉ là giáo viên hợp đồng. Tôi không chắc việc sợi dây chuyền có thật hay không. Nhưng nếu nó đúng như bác Hùng nói thì Trương đêm này sẽ xảy ra chuyện. Chẳng lẽ Ngân muốn trả thù Trương bằng cách nào đó cho nên mới dạy công nhờ anh đến nó lấy ra khỏi Trương. Tôi quyết định đi về trường tìm Trương trả lại sợi dây. Lúc Tú đi Trương rất say, không biết giờ này có còn ở trong phòng thiết bị không nữa. Mấy giờ rồi bác Hùng, xem cháu với. 10:30 không ngủ lại hả? Bác bây giờ chờ cháu về lại trường được không? Tại có việc gấp quá, xin lỗi bác nhiều. Trái với suy nghĩ của Tú, bác Hùng nếu anh ở lại, nhưng không ngờ bác Hùng lại đồng ý. Được rồi, ra xe. Đường xá ban đêm thật là vắng vẻ, vì đang chạy trên đường quốc lộ cho nên cùng đường với Tú là nhiều xe khách đường dài. Tôi thấy bóng dáng của anh ngày nào đâu đây. Bác Hùng chạy khá nhanh, độ nửa tiếng là tới trường. Cửa không khóa hôm nay ông Vũ lại quên. Tôi mở cửa chạy vào không quên quay đầu cảm ơn rồi hẹn ngày gặp lại. Nhìn xung quanh ngôi trường tối thui không một bóng điện nào được bật. Tôi nhìn thấy cửa phòng thiết bị vẫn còn chưa khóa. Không biết Trương còn ở đó hay không. Tôi tiến lại, đột nhiên câu nói trong điện thoại lúc chiều làm cho Tú sững người. Hôm nay đừng làm gì dại dột. Tôi bâng khuâng không biết con nên tiến vào không. Bên trong căn phòng tỏa ra một thứ gì đó lạnh lẽo làm cho Tú chùn bước. Biết đâu anh Trương gặp chuyện thì sao? Tôi bước vào bên trong rồi gọi anh Trương. Thì một cái bóp vang lên, âm thanh như tiếng búa gõ vào bức tường. Tôi té lăn xuống nền phòng thiết bị. Trương đứng sau tay cầm một khúc gỗ đã ở đó đợi từ lúc nào.
Tôi chưa xỉu hẳn, anh cố gắng quay người lại nhìn xem ai ở sau. Nhưng tối quá, anh không biết rõ là ai. Đã đến khi giọng nói từ con người đó cất lên, tôi mới nhận ra đó là thầy Trương hiệu trưởng. Thầy Trương, sao anh lại... Trương bỏ khúc cây xuống, đóng cửa bật điện phòng. Anh Trương, anh định làm gì? Tôi xoan đầu, bây giờ cơ thể anh không còn sức lực để phản kháng. Trương cứ như vậy đưa anh dựa vào ghế, mong trong học bàn giáo viên ra dây thừng trói chặt chân tay của Tú vào ghế. Tôi định la to cho bác Vũ ở đằng chút bảo vệ nghe, thế nhưng vừa la được đôi tiếng đã bị Trương bịt miệng rắn băng keo. Như một kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu, Tú sợ hãi cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Trương lấy trong túi ra 4 lá bùa hôm nọ Tú đã thấy, từ từ dán lên trước ngực sau lưng của Tú, 2 lá cúi dán ở hai chân. Tôi cảm thấy rất quen thuộc, vị trí 4 lá bùa trên người của anh giống như 4 vị trí trên thi thể Khanh ở bài báo lúc chiều. Khi đã hoàn tất, Trương nhìn đồng hồ, lấy ghế đối diện Tú, buồn bã rồi nói: anh cũng đâu có muốn làm việc này, thật sự xin lỗi thầy, nhưng anh không còn đường nào khác. Ai ở vị trí của anh đều làm việc này, xuống đó rồi đừng trách anh. Tôi muốn hỏi rất nhiều, nhưng băng dính trên miệng rất chặt. Trương quay lưng đi, cảm giác như không muốn thêm bất cứ một điều gì nữa. Cánh cửa vừa được mở ra rồi khép lại, bỏ Tú một mình trong căn phòng. Rời khỏi cửa thì Trương nhìn lên bầu trời thở dài. Ngôi trường yên tĩnh, âm thanh duy nhất là tiếng bước chân của anh trên dãy hành lang. Trương bước đi thư thần. Thầy Ích, con dạo này không có được yên, không chỉ xuất hiện trên trường mà còn đến lúc ngủ bóng dáng của Hà Vân xuất hiện về đòi mạng con. Thầy Ích yên lặng lắng nghe Trương kể tiếp. Hôm bữa bác Sáu đau tim chết rồi, mà mới hôm nào con thấy còn rất khỏe, con nghi ngờ Hà nó về nó hiện hồn nó giết. Trương sợ hãi chắp hai tay. Thầy giúp con, bao nhiêu tiền con cũng đưa, con không muốn một phút giây sợ hãi nữa. Thầy Ích cười rồi nói: chắc chắn là có cách, con cứ yên tâm, nhưng phải xem lòng thành con bao nhiêu. Buổi tối nói chuyện hôm đó là sau khi anh với Mai kết hôn, lúc này anh đã làm rể nhà đại gia, mấy cây vàng đối với anh đâu có xi nhê. Tôi mang ra 5 cây vàng đưa cho thầy Ích rồi để đổi lại một sợi dây chuyền. May đấy, may cho con tới sớm, chứ một chút thôi là không còn đâu. Tài dương khí của con còn nhiều, ông bảo vệ kia già rồi nên là không có chịu nổi. Kể từ đó anh không nghe tiếng hồn ma của Hà hiện về, ngay cả trong giấc mơ. Trương vạch cổ áo ra một bên, sợi dây chuyền trên cổ. Lúc chiều anh chỉ giả vờ say để đánh lừa Tú. Sợi dây chuyền Tú mang đi là giả, cũng về thầy Ích dặn, sợi dây chuyền không được dính nước. Nếu hôm đó trong nhà vệ sinh giáo viên, Trương mới để cho Tú lấy nó. Ra khỏi cổng trường lấy xe đi về, bác Hùng vẫn còn dừng xe máy trước cổng, vẫy tay hớn hở rồi chào Trương. Chào thầy Trương. Trương lúc này nghiêm mặt. Sao chưa về đi? Tôi nói đúng y hệt những gì thầy dặn, không thiếu một chữ nào cả. Nói xong bác Hùng im lặng nhìn Trương chờ đợi. Trương xua tay ý bảo bác Hùng mau đi đi rồi nói: thầy mau đi đi, mai mốt cứ lên nhà tôi mua bông. Chuyện bác Hùng chiều nay đúng lúc tới gặp Tú, cũng như chờ Tú về, tất cả đều trong sự sắp xếp của Trương. Một sáng nọ cách đây không lâu cũng đập buổi sáng sau khi hôm Trương lén lấy sợi dây chuyền trong nhà tắm. Đúng lúc Trương với bác Vũ đang nói chuyện trước cầm, thì bác Hùng tới hỏi thăm về Tú, một giáo viên mới từ Thái Nguyên chuyển vào đây. Trương mời bác Hùng ra cầm uống nước và nghe kể về sự việc kỳ lạ đêm đó. Tự nhiên cậu ấy đứng nói chuyện một mình thầy ạ. Suy nghĩ hồi lâu Trương đúc kết, thật ra người đừng Hà nhắm đến và lựa chọn ngay từ đầu là Tú chứ không phải là Huy. Qua cuộc nói chuyện, Trương biết bác Hùng làm nghề buôn hoa ở chợ, thế nên Trương đã yêu cầu dặn dò bác Hùng làm mọi thứ như hôm nay. Tôi lại hứa là sẽ để giá xỉ đặc biệt cho ông Hùng mỗi khi ông tới lấy hàng. Đương nhiên là ông Hùng chịu ngay, dân buôn bán đặt lợi ích lên đầu, còn gì tuyệt hơn khi lấy được hoa giá gốc rẻ nhất thị trường. Nhà ông Phú đại gia hoa ở Đà Lạt, ông Hùng dân buôn sau mà chưa nghe qua. Nghe hết câu chuyện, Trương căn dặn tuy không hiểu, nhưng ông Hùng cũng làm theo. Thật ra đêm đó ông Hùng vì sợ mưa to cho nên nhanh chân bỏ chạy trước bỏ Tú lại, chứ không phải là do Tú không nghe, như lời của ông Hùng kể cho Tú nghe. Chỉ đúng mỗi khúc sau, khi mà ông Hùng quay đầu nhìn lại một lần, thấy Tú đang đứng dưới trời mưa nói chuyện với ai đó.
Hôm nay trong chốt bảo vệ không có ông Vũ, trường đã cho ông nghỉ 2 hôm. Sau khi ông Hùng cùng chiếc xe máy tàn chuyên chở hoa đi khuất, trường quay lưng nhìn lại mái trường. Thế là đã xong. Kể từ ngày mai sẽ chẳng còn chuyện gì xảy ra, anh cũng không phải thấp thỏm lo âu, một lúc nào đó sẽ bị giật đi sợi dây chuyền. Ngồi trên con Yêm Thái mua 10 cây vàng mới nhập, cả Đà Lạt chưa tới 5 chiếc, trường vì vụ huyết sáo, những kỷ niệm, những chuyện cũ đã qua, anh cứ để cho nó ngủ yên. Con người của anh là vậy, sống vì hiện tại và vì ngày mai. Trời đột nhiên mưa to, Trương không biết có nên quay trở về trường hay là cứ như vậy chạy tiếp về nhà. Quá nôn nóng nên anh không mang theo áo mưa. Nhà anh trên trung tâm Đà Lạt, đường đi vẫn còn rất dài. Trương phân vân không biết nên về lại trường không. Mưa càng lúc càng to, vừa tức thì đã có cơn gió mạnh làm xe của anh chao đảo. Thế nhưng mà anh không về trường được. Đêm nay anh không muốn bất cứ ai biết anh ở trường. Trương đành vừa chạy đi tìm nhà nào đó có mái hiên to để anh chạy vào trú mưa. Trùng hợp nơi mà Trương vào lại là mái hiên hôm đầu nơi tú trú. Mùng một không trăng không sao đã tối, thêm một chút mưa vào thì đúng là không còn thấy gì. Ngay sau khi Trương đóng cửa lại, tôi bên trong cố gắng lê lết nhưng tay chân đã bị trói vào bàn. Lấy hết sức bình sinh anh la lên, nhưng kết quả là những tiếng ú ớ trong cổ họng. Tôi sợ hãi, anh không biết Trương có ý đồ gì. Thỉnh thoảng anh vẫn cố gắng lấy tay gỡ mấy tấm bùa kỳ lạ trên người của anh xuống, nhưng mà ngón tay với không tới. Tú riêng gì anh thầm ước Huy hay Trung đột nhiên mở cửa ra cứu anh. Nhớ đến nội dung cùng bức ảnh thi thể lúc chiều, anh có linh cảm xấu, có khi nào ngày mai anh sẽ gặp lại giống ông Khanh Trăng. Cánh cửa cuối cùng đã mở, thế nhưng đó không phải là Huy, Trung mà là bà Sáu. Bà Sáu mặc áo mưa chạy nhanh tới, cầm một con dao cắt nhanh sợi dây thừng đang trói Tú. Tay của Tú được tự do, anh liền tháo tấm băng dính trên miệng, Tú liền thở dốc. Bà Sáu dùng tay xé lá bùa trước ngực anh, nhưng do có keo rất chặt, không suy nghĩ, bà Sáu lấy con dao cắt nó, làm rách cả một bên áo của Tú. Cả hai nhanh chân bỏ chạy khỏi phòng vật liệu. Đi đâu đây Sáu? Bà Sáu dẫn Tú chạy ra cổng vào nhà bà. Sẽ đừng đi mưa to làm cho Tú ướt đẫm. Vào nhà bà Sáu đưa cho Tú một cái áo khoác cũ, tuy của đàn bà nhưng Tú nhanh chóng mặc được. Thầy Trương không hiểu sao lại trói con như vậy. Bóng điện giao tắc chiếu sáng bỗng tắt. Bà Sáu đi lại bật công tắc lên xuống mấy lần nhưng vẫn không lên. Cúp điện nữa rồi con ạ, cứ mưa to là cúp điện. Bà Sáu bưng cây đèn dầu thắp ngọn lửa đặt trên bàn. Dưới ánh đèn vàng ngọn khói đèn hì hút. Thứ cảm giác dường như bà Sáu đang giấu trong người rất nhiều câu chuyện. Và mọi thắc mắc của anh bà Sáu đều giải đáp được. Thứ cầm tay của bà Sáu. Có gì Sáu kể cho con nghe. Con hứa không nói với ai. Anh Trương là như thế nào vậy bà? Bà Sáu lúc này trầm tư. Chuyện bắt đầu khoảng 10 năm về trước. Cũng vào một đêm mưa gió như vậy. Ông Sáu đi về khuya áo quần ướt tả tơi. Mặt không còn giọt máu. Hỏi mấy lần ông đều từ chối bảo không có gì. Mấy ngày sau trong trường tin đồn cô Hà mất tích lan rộng. Và cái buổi sáng đầu tiên cô nghỉ dậy là ngay sau cái đêm hôm đó. Lúc đó bà Vặn hỏi ông Sáu mới chịu kể. Nhìn ánh mắt chứa đầy tâm tư của bà, tôi không hỏi gì thêm vì biết chắc bà sẽ kể hết. Bà Sáu liền thở dài. Ông Sáu kể cái đêm hôm đó, ông Sáu vô trường vì quên khóa cửa phòng. Ông Sáu làm bảo vệ thôi, thế nhưng có trách nhiệm lắm, không quên khóa cửa lần nào. Vì bắt gặp tiếng cãi nhau ở trên lầu, ông Sáu tò mò lắng nghe, hai người đang cãi nhau đó là thầy Trương và cô Hà. Năm đó trong trường ai cũng biết hai người họ đang yêu nhau. Nội dung câu chuyện thì đại khái là chuyện tình cảm. Trương muốn chia tay để cưới con của ông Phú đại gia hoa trên Đà Lạt. Cô Hà thì khóc nức nở năn nỉ liên tục. Chuyện tình cảm nam nữ cho nên ông nhà cũng không nhớ hết. Chỉ biết lúc sau cãi nhau thế nào mà chuyển sang xô xát. Ông Sáu chưa kịp lên can thì đã thấy cô Hà ngã từ trên lầu, đầu óc tuyệt tuyệt máu. Vậy sau đó... Bà Sáu mắt nhắm lại trông rất đau khổ. Hồi đó đứa con trai nhà bà nghiện cờ bạc nợ nần nhiều lắm. Tụi giang hồ nó mấy lần đến đập phá, dọa thằng con của bà không trả tiền, sẽ từ từ lấy từng ngón tay của nó. Mà con biết thời đó chưa ổn định như bây giờ. Học sinh thì có mấy đứa có tiền ra căng tin ăn quả đâu.
lương giáo viên chưa đủ ăn thì nói gì lương bảo vệ. Tôi giang hồ đó thì có coi pháp luật ra gì. Ông Sáu thương con quá, với lại cũng muốn trả hết nợ, cho nên đành nghe theo lời của Trương dọn dẹp cái xác. Vậy Ngân nói đúng, chính là Trương. Chính Trương là người đất đầy Hà xuống đầu sau đó phi tang. Lúc đó Trương nó chạy nhanh xuống để bắt gặp ông Sáu. Trương mới đề nghị như thế, bảo là sắp cưới được thiên kim nhà giàu, tương lai tiền với nó không phải là vấn đề. Mong ông Sáu giữ kín chuyện này đến lúc chết, rồi cả hai sẽ nghĩ cách đem giấu cái xác. Thế xác chị Hà ở đâu vậy ba? Trường này nghĩa địa xây lên mà, 10 năm trước còn nhiều ngôi mộ. Hai người chọn một ngôi mộ rồi đào ở dưới lên chôn xác xuống đó. Tôi nghe kể mà lạnh người, nghe đến cảnh bản thân đã từng đi qua vài ngôi mộ trong trường, biết đâu đến đi qua ngôi mộ nơi Hà đang nằm. Thế thì còn mấy đáp buồn này là sao? Sao có biết không? Tại sao Trương lại dán lên người của con? Bà Sáu nhìn Tú rồi nói, lúc này thấy trời sắp mưa, cho nên bà có ra trước đỉnh cột tấm bạt lại, thì nghe thầy Trương nói với ông nào đó chuyện gì đó, khi ông chở cháu vào ấy. Vậy là những lời nói của ông ta chắc chắn là nói dối. Linh cảm có gì không may cho nên là bà vào trong trường thì thấy cháu. Con thật cảm ơn bà, không biết nếu mà không có Sáu con có biết ra sao. Liệu anh sẽ nằm trong đó ngủ một giấc sáng mai dậy chăng? Thế thì Trương làm mọi thứ để được lợi ích gì? Năm xưa con biết thầy Khanh chứ, cái thầy mà con hỏi hôm bữa cũng bị đột quỵ chết, lúc phát hiện cũng thấy dán trên người bốn lá bùa như là con hôm nay. Đứng đụng bữa dưới mái hiên Đà Lạt sắp sang đông, cảm giác lạnh làm cho anh nhớ tới mùa đông ở Thái Nguyên. Ký ức của những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường đại học sư phạm hiện lên trong trí nhớ của anh. Ở mái hiên sau trường, anh chưa bao giờ đứng trước mưa một mình. Bên cạnh anh lúc nào cũng là Hà, cô người yêu quen thuộc được từ năm nhất, đôi lúc là Khanh, người bạn thân trùng khóa. Trường chưa bao giờ ân hận về cái chết của Khanh năm đó, cái chết chính anh là đạo diễn. Có một dạo, không hiểu sao Khanh cứ nặng nặng đòi lấy sự di chuyển của anh, cứ nặng nặng hỏi anh về chuyện của Hà, khiến anh rất đau đầu. Khanh thích trường phổ thông Đức Trọng sau anh ít năm, anh không nhớ chỉ là đã đến sau khi Hà chết. Khanh cũng biết dường như Khanh muốn giúp Hà hại anh, muốn lấy sợi dây chuyền của anh ra để Hà giết anh. Có một hôm Trương lên Tây Bắc để gặp thầy X trình bày mọi chuyện. Sau khi thầy X gieo quẻ nói cho Trương rằng oan hồn của Hà oán hận anh quá sâu không thể siêu thoát, luôn tìm cách để lôi anh theo chết cùm. Thế nhưng do sợi dây chuyền quá uy lực, không cách nào ma quỷ tiếp cận được, cho nên Hà thường biến thành người, tiếp cận xuất hiện những lúc người đó chỉ là một mình, nói chuyện dẫn dụ thao túng họ làm những việc Hà yêu cầu. Ở đây là lấy sợi dây chuyền của Trương. Thế ít còn nhắc rõ, nếu mất sợi dây chuyền chỉ cần đêm xuống là ở trong trường, anh rất có khả năng sẽ bị Hà bóp chết. Thế ít đưa cho Trương bốn lá bùa nói rằng dán lên cái người mà hồn ma đó đang tiếp cận. Vào mùng một âm lịch, mỗi khi oán hận của ma quỷ lên đỉnh điểm sẽ mất đi lý trí, nhìn lầm người đeo bốn lá bùa là kẻ thù của mình, hại chết người ta. Sau đó thì đưa cho Trương một lá bùa niêm phong, dặn chỉ cần đem một phần thi thể của người vừa mất chôn chung dưới mộ của hồn ma thì hồn ma và người đó sẽ bị nhốt lại vĩnh viễn cùng nhau. Và thế là Trương đã làm theo. Nhưng khác với Tú năm đó, anh không khống chế mà bắt Khanh tình nguyện dán lên mình bốn lá bùa. Trương luôn từ chối những câu hỏi nghi vấn của Khanh, thuyết phục Khanh rằng Hà giờ đây chỉ là một oan hồn khát máu và là thứ nguy hiểm trong trường này. Anh đem ảnh của Nhung cho một người chuyên làm hình nộm để yểm, khiến cho Nhung nằm đó liên tục bị đau đầu, mệt mỏi, tình trạng càng lúc càng xấu đi. Khanh lo cho em gái dần tin vào những lời bịa đặt của Trương, muốn Hà không theo ám anh em nữa. Trương nói ai đeo bốn lớp bùa đó vào mùng một để qua đêm sẽ không bị vong hồn đeo bám. Điển hình là Trương rất khỏe mạnh, ma quỷ theo bám không được. Dĩ nhiên là Khanh tin đeo thử cũng chẳng mất gì. Khanh làm gì biết đó là thứ vũ khí giết người. Thi thể của Khanh sau đó được Nhung đưa về quê nhà an táng. Trương cũng đi theo chuyến xe là vì bạn thân. Ở lại vài hôm nhân một đêm vắng vẻ, Trương ra nghĩa địa đào bới một phần thi thể Khanh, bắt xe riêng về Lâm Đồng chôn chung ngôi mộ năm xưa chôn xác Hà như lời của thầy X nói, rồi dán bùa niêm phong. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ,
Trường đêm ngủ rất ngon, không còn phải thom thóp lo sợ phong hồn trí tiệt của Hà nữa. Mãi đến tận mấy năm sau, cái năm Tú vào trường, trước đó Lâm Đồng bão lớn, tấm giấy bạc niêm phong năm xưa Trường dán chặt hết sức đã bay đi. Chắc là trong lúc lao động sau bão, học sinh thì nó đã bỏ vào sọt rác. Đêm đó thứ Trường tìm chính là lá bùa này. Nhưng ai đó đã quan sát thấy anh kêu cũng không trả lời. Anh đuổi theo muốn biết thì hắn lại bỏ chạy. Vốn là một người đang nghi, Trường đoán rằng mọi chuyện như năm xưa lại ập tới. Phong hồn của Hà vốn đang ngủ say dưới ngôi mộ, bây giờ sống dậy, bắt đầu lựa chọn con mồi tiếp cận, một lần nữa muốn giết anh trả thù. Và Huy là người đầu tiên Trường nghi ngờ. Mùng 1 tháng trước, anh đã tới nhà Tú dán 4 lá bùa lên người của Huy. Thế nhưng may mắn cho Huy lại gặp tai nạn và nhập viện. Dĩ nhiên không thể mang đại một cái xác nào đó ngoài nghĩa địa về chôn xuống mộ rồi dán lá bùa đó lại. Thầy X đã nói với anh rằng cái xác đó phải là một người giống như anh, là một giáo viên ngoài Bắc chuyển vào và đã từng qua lại với vong hồn. Có thế thì hai cái xác mới lại kìm nén nhau, không thể thoát được ra ngoài. Sau khi biết lá bùa đã bị rơi ra, Trường lo lắm vì còn một năm nữa là anh rời khỏi trường này lên công tác tại trên sở. Một năm là quá dài để điều không may xảy ra, nên đầu năm mình vắng mặt là để lên Tây Bắc tìm thầy X. Mưa đang ngừng rơi, ngồi xuống con rim. Ngồi trên con rim, Trương mỉm cười, không hiểu cuộc sống sao yêu ái với anh như vậy. Về Ngân, Ngân là em gái của Hà. Điều đó anh cũng mới điều tra ra được gần đây thông qua hồ sơ giáo viên. Trước anh, giáo viên hợp đồng chuyển tới, anh thường không quan tâm. Anh tính can thiệp tìm cách chuyển Ngân đi trường khác. Thế nhưng thôi, dù sao mình cũng sắp chuyển đi, cho nên anh coi như làm một việc đạo đức. Mai, vợ của Trương đã đứng đợi anh trước cổng căn biệt thự trắng lệ. Hôm nay về trễ sao không nói với em, làm cho em lo lắng. Trương tắt máy dắt xe vào, Mai đóng cửa lại. Chuyện đó sao rồi, bảo ba em chưa, về huyện làm cho gần, chứ cứ ngày nào cũng xuống dưới đó, anh thấy xa gia đình quá. Mai ôm Trương mặn đồng như cặp tình nhân mới yêu nhau. Rồi em bảo ba rồi, ba công bạn cũ làm trên tỉnh, ráng chở hết năm nay anh nhé, vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm. Trong căn phòng nhỏ trước phổ thông Đức Trọng, thì bây giờ con tính sao, vẫn tiếp tục dạy hay là nghỉ? Tôi nghe hết câu chuyện anh tức lắm, tuy sợ Trương nhưng bây giờ bỏ đi thì liệu tiếp sau anh sẽ có một ai đó bất hạnh thành nạn nhân thế chỗ khanh chăng? Tôi định trả thù Trương, anh kiên quyết nói. Bây giờ không khui ra việc này đợi đến bao giờ hả Sáu? Tính Trương như vậy kiểu gì khi mà con bỏ đi, chẳng có một người nữa thay con làm nạn nhân. Sao biết nhà chị Nhung chứ, bây giờ mau dẫn con tới đó. Bà Sáu liền thắc mắc. Đương nhiên là biết nhà cô Nhung, nhưng giờ tới đó làm gì? Tú cứ nhất quyết kêu bà Sáu dẫn đường cho anh, dường như anh đã lên kế hoạch cho một việc gì đó. Bà Sáu không có xe máy, Tú định vào trường lấy xe đạp của Huy, thì chợt nghĩ đến ông anh này. Thế đâu đối tượng đêm nay không chỉ mỗi anh mà còn là Huy. Trương chạy vào phòng ký túc xá thì Huy vẫn còn thức bấm điện thoại, miệng cười toe toét. Sau này Huy dường như yêu xa với một cô gái mới. Anh Huy ơi, xe anh bỏ lại nhà xe chưa, cẩn thận không mất đấy. Anh Huy, theo em, có chuyện quan trọng em cần anh giúp. Trời tối này đi đâu em? Thuyết phục một hồi, cuối cùng Huy cũng theo Tú. Huy, Tú và bà Sáu hai chiếc xe đạp giữa đêm để tới nhà của Nhung. Tới nơi Tú liền hỏi, chị Nhung chưa có chồng phải không Sáu? Ờ, chưa có chồng. Nếu có thì ban đêm như này tới thì chết. Kêu cửa hồi Nhung bước ra, trời đất Tú, sao giờ còn tới đây? Chị Nhung, em có chuyện rất quan trọng, cần chị lắng nghe. Nhung khép cửa lại đi tới chỗ Tú, Huy và bà Sáu. Mấy người có chuyện gì mà đến đây giờ này? Sau khi nghe xong câu chuyện, Nhung bán tín bán nghi. Nếu chỉ từ chính miệng của Tú nói, Nhung sẽ không tin. Nhưng bà Sáu trước này bán là căng tin, Nhung đã quen mặt, là một người lớn thật thà. Bà cứ chi lại nói dối. Nhớ lại mấy năm trước có một đợt mình bị ốm mệt trong người, không rõ nguyên nhân. Cũng chính lúc anh Khanh chết thì Nhung lại hết bệnh. Vậy cứ làm theo lời của Tú nói đi. Mới đầu Tú kéo Huy đi, Huy cũng không ngờ rằng câu chuyện đến mức độ này. Thế nhưng mà dù sao không làm theo
thì đâu biết tính mạng của anh sau này cũng gặp nguy hiểm. Cứ tin là thật thì tốt hơn. Cả bốn người nhất trí làm theo kế hoạch của Tú nêu ra. Thường ngày Trương tới trường khá sớm, nhưng hôm nay anh tới trễ hơn, nhằm lảng tránh những anh không liên can đến việc gì. Bước vào cổng trường, ông Vũ mặt tái mét chào anh. Ông ta định nói gì đó nhưng Trương đã phóng xe chạy qua mất. Mang cặp đen trên tay, Trương từ từ nghe ngóng kết quả việc đêm qua mình làm. Học sinh tụ tập lại nói chuyện, lúc Trương đi ngang qua anh ghé tai vào nghe. Thì ra chỉ là chuyện điểm số con nít, vậy mà anh cứ tưởng sẽ được nghe những câu như mày biết gì chưa, thầy Tú trường mình đột quỵ chết rồi mày ơi. Thầy Tú chết đêm qua rồi nghe gì chưa. Trường bước tiếp vào trong phòng hội đầm, đúng như anh đã dự đoán, thầy Tùng mặt đầy lo lắng. Trường à, Tú đêm qua uống say quá trúng gió nhập viện rồi. Sao? Sao mới qua kia Tú còn mạnh khỏe cơ mà. Nghe bảo nguy lắm, sáng nay lúc gặp đã nằm dài không còn thở gì nữa. Rồi sáng nay ai thấy Tú đầu tiên? Nhung lúc này liền nói, thằng Huy thấy đầu tiên, bây giờ đang trên bệnh viện coi thầy Tú. Tin tức Tú bị trúng gió mất đêm qua mau chóng trở thành bản tin hot của trường. Trường đi đâu cũng nghe bàn tán. Sáng hôm đó tiết dạy của Huy và Tú được các thầy cô khác dạy thay. Chiều đến Huy đạp xe về trường, các thầy cô ùa ra hỏi thăm, trường cũng đi theo đám đông, Huy liền ướt nước mắt. Thằng Tú nó chết rồi mấy thầy, mấy cô à? Đám đông im lặng không nói được câu gì. Trương hỏi, thì bác sĩ đã chắc chắn chưa, đang nằm ở đâu, phải lên coi mới được chứ, mà người đâu phải dễ chết vậy. Vô ích thôi thầy, bác sĩ nói đột quỵ không rõ nguyên nhân, phát hiện sớm may ra mới cứu được, nhưng lúc phát hiện ra đã qua 4-5 tiếng rồi. Các thầy cô khác bỏ đi, số ít thì ở lại hỏi thăm, trong nãy giờ không nói cực câu gì, như chết lặng. Trương vỗ vai an ủi Trung, kêu anh đừng quá đau buồn, hôm nay Ngân không có tiết. Về phòng hiệu trường, Trương tự gật đầu lên ghế sofa rồi nhấp môi. Vậy là kết thúc rồi. À không, vẫn chưa kết thúc. Phong hồn của Hà vẫn còn tồn tại đâu đó trong ngôi trường này. Phải chờ sau khi Tú an táng, anh đem một phần thi thể về chôn xuống dưới mộ, dán lại lá bùa mới xin tháng trước thì mới kết thúc. Việc đào ngôi mộ lên khá đơn giản với anh. Trường nằm trong vị trí khá cao, xung quanh dân cư ít, ngôi mộ nằm ở khu ký túc. Ông Vũ bảo vệ thì chỉ lo ngủ, việc anh cần làm chỉ là chờ đợi. Sáng hôm sau thì Trương tổ chức một cuộc họp đông đủ các thầy cô, nói về chuyện của Tú, nội dung xoay quanh vấn đề chia buồn, thông cáo với gia đình và sắp xếp giáo viên bộ môn khác tạm thời, dạy tiết học của thầy Tú bỏ trống, đến khi có giáo viên mới. Khuấy buổi họp, thầy cô về lớp, Ngân ở lại phòng anh òa khóc rồi mắng thẳng mặt. Trương, thằng giết người, chính mày đã giết chị Hà. Giờ tới anh Tú, đừng tưởng tôi không biết. Trương xoay một vòng ghế thích nhìn Ngân. Ngân à, em là em của Hà, mà sao bấy lâu nay không nói sớm với anh? Hôm bữa vô tình lục hồ sơ giáo án anh biết. Chuyện chị em anh cũng rất đau buồn, nhưng mà không phải anh gây ra. Còn Tú trúng gió liên quan gì đến anh, em đừng nói bậy. Tôi hỏi bà Sáu lúc phát hiện ra anh Tú, thì bảo cũng có dán mấy miếng giấy như là vụ của Khanh. Tuy không biết anh dùng cách nào, thế nhưng chắc chắn anh Tú chết là do anh. Trương liền lắc đầu. Anh biết chị Hà bỏ đi biệt tích là chuyện tình cảm của anh sai. Thế nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó, em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Ngân đứng đó trách móc thêm một lát, Trương im lặng đọc giấy tờ trên bàn, ít phút sau Ngân cũng bỏ đi. Trên hành lang, Nhung đi lại cạnh Ngân rồi nói. Ngân, tối nay tới cổng trường đợi chị. Có chuyện gì à? Chuyện của Trương. Tôi đến nghe lời của Nhung, Ngân bước tới cổng trường. Nhìn từ đằng xa thấy Nhung đang vẫy tay, Ngân đi tới. Bây giờ đi đâu vậy chị? Bà Sáu mở cánh cửa, Nhung dắt Ngân đi vào. Phía bên trong cô Tú đang ngồi. Ngân sắp sửa la lên vì bất ngờ thì Nhung che miệng lại. Bên trong còn có thêm một người nữa là thiếu tá Tiến, chồng sắp cưới của Nhung. Tiến lúc này nói. Chuyện này nghe thì hợp lý nhưng mà chứng cứ không có. Chỉ dựa vào mấy lá bùa e rằng không đủ, tôi thấy sao? Theo như Sáu nói thì dưới một ngôi mộ trong trường có 3 cái xác, một của chủ nhân ngôi mộ, một là Khanh, người còn lại là Hà. Ngân lúc này liền thất thanh. Gì vậy thầy Tú? Tú quên mất có Ngân ở đây, thôi thì đâu còn gì phải giấu nữa. Chuyện chị Hà năm xưa bị Trương đẩy xuống lầu chết rồi Ngân ạ. Trái với suy nghĩ của Tú rằng Ngân sẽ vô cùng sốc, thậm chí ngất xỉu, nhưng cô đau buồn không nói thêm điều gì. Có lẽ đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.
Em biết là Trương hắn làm mà. Nhung liền nói chen, thế với ba cái xác đó đủ để bắt Trương chưa anh Tiến? Mặc dù biết có ba cái xác thế nhưng rất khó để khép tội Trương vì không có bằng chứng rõ ràng nào cả. Tú liền nói, có lời của bà Sáu không đủ sao anh Tiến? Không phải không đủ, nhưng bà ấy chỉ là thuật lại lời của ông Sáu, chỉ có tận mắt chứng kiến đâu. Cách hay nhất vẫn là như em nói, cứ thực hiện theo như vậy. Cách gì vậy? Vì mới tới đây cho nên Ngân chưa biết được mọi người bàn bạc những gì. Ba hôm sau mọi việc trong trường diễn ra bình thường, Trường vẫn như vậy đi làm đúng giờ, tác phong chuyên nghiệp, luôn tỏ ra là một thầy hiệu trưởng thân thiện. Thầy cô trong trường ai để ý sẽ thấy anh đặc biệt vui hơn thường ngày, và câu hỏi duy nhất anh hay hỏi là bao giờ đưa Tú về Thái Nguyên, thủ tục bệnh viện xong chưa, liên lạc bên gia đình nói như thế nào rồi. Một chiều tối bình thường, Trưng dắt xe đi về thì không hiểu sao xe của anh đạp mãi không nổ. Trưng mở yên xe xem thì vẫn còn xăng. Lúc ấy đã là hơn 5 giờ chiều, định dắt đi sửa nhưng hiện tại chỉ có ở trung tâm tỉnh như Đà Lạt mới có tiệm sửa xe máy. Vì thời bấy giờ xe máy là một vật rất xa xỉ, mấy trăm hộ mới có một chiếc. Trương dắt xe ra cổng, nhóm Tú, Tiến, Nhung và ba người trong nhà của bà Sáu nhìn ra. Chiếc xe rim đã bị Tiến tháo buji và đổi xăng bằng nước. Ít lâu sau Trương quay lại một mình cầm con rim. Lúc nãy anh vừa đem đến một tiệm sửa xe đạp, mong người thợ sẽ sửa được, nhưng thợ không biết cách sửa. Trương chán nản, có lẽ đêm nay anh sẽ phải ngủ tại đây, rồi ngày mai chờ xe lam hay xe ba gác tới chở anh cùng chiếc xe về Đà Lạt. Đêm khuya Trương cầm con điện thoại Nokia mở nhạc bên tai, sau khi gọi về với Mai, nói rằng đêm nay anh ngủ tại trường. Có sợi dây chuyền bên người, Trương không còn sợ đám ma quỷ, rồi biết Hà vẫn còn đâu đó quanh đây, và lại thằng Tú tài sản đã chết, giờ còn đâu gì để mà sợ. Hai chân đang gác lên ghế rung đùi co lại, hình như Trương vừa thấy một bóng hình nào đó lướt qua chiếc cửa phòng thầy hiệu trường. Trương đứng hẳn dậy dùng tay xoa mắt, có thể anh nhìn lầm chăng? Thế nhưng không, hình bóng đó lại vừa lướt qua, khuôn mặt trắng bệch đầy máu. Trương la lên thất thanh giữa đêm khuya. Điều làm cho Trương lo sợ nhất lúc này là cánh cửa phòng vẫn chưa đóng. Tú. Trương sợ hãi tay nắm chặt chân bàn. Anh quay ra sau lưng, giá như phòng hiệu trường nằm ở tầng trệt, anh đã mở cửa sổ nhảy xuống để bỏ trốn. Thân hình của Tú đầy máu trắng bệch đứng giữa cửa, đi chậm vào. Trương nép mình vào trong góc phòng, hét toáng cả lên nhưng không thấy ai. Huy, Trung ơi, mau cứu anh. Tiếng của Trương là to xét tăng màn đêm, cảm giác ông Vũ đứng tại chốt bảo vệ cũng nghe được. Trương không hiểu sao một vong hồn như Tú lại có thể hiện diện trước mặt anh. Chẳng phải anh đã đeo sợi dây chuyền của thể ích trên cổ? Dưới đó lạnh lắm anh Trương ơi. Tiếng của Tú nói phát ra khẽ khẽ, làm cho Trương sờn cái ốc. Máu trên người trên cổ Tú cứ từ từ rỉ xuống sàn. Trương muốn bật điện lên cho ánh sáng từ trong bóng đèn huỳnh quang cứu lấy anh, nhưng mà ổ điện nằm ở cửa ra vào. Tú, em muốn gì? Em cứ nói. Dây đo lạnh lắm anh Trương, em muốn uống với anh. Nói hết câu, Tú nghe hàm răng đầy máu ra cười man dở. Đừng lại đây, em hiểu lầm rồi, anh không làm gì em cả. Trên người của Tú dán 4 lá bùa, những vị trí hôm trước Trường đã dán. Chị Hà cứ hỏi em, tại sao đêm đó anh lại đẩy chị xuống dưới? Sao anh đẩy chị Hà xuống dưới đó với anh Trương? Chị Hà cứ hỏi em. Trường đã lùi sát bức tường, anh đã không còn khoảng trống nữa. Chắc trong mơ Trường cũng không thể tưởng tượng nổi Hà lại xuất hiện ngay lúc này. Đứng sau lưng Tú xõa tóc ngang vai, tay chân lấm máu. Áo thun hồng, quần bông, bộ quần áo Hà mặc đêm cuối cùng anh gặp, bộ đồ anh đã chôn xuống dưới ngôi mộ. Trương quỳ xuống vái tay xin, dập đầu không ngớt. Trương, sao anh lại đẩy em xuống đó? Anh xin lỗi, điều đó anh cũng chỉ vô tình, chứ anh đâu cố ý chứ. Sao anh lại đẩy em? Trương hé mắt nhìn thấy dưới sàn máu chảy đến gần chỗ cổ anh. Em nói em yêu anh mà, yêu anh tại sao không muốn thấy anh hạnh phúc? Anh bây giờ có tiền tài, có địa vị, cuộc sống vô cùng tốt. Em buông tha cho cuộc sống của anh được không? Thầy Trương, thầy trói em chặt quá. Tú rên lên thì thầm. Trương vẫn tiếp tục gật đầu. Năm đó anh chỉ là vô tình đẩy em chứ không cố ý. Sao anh không đưa em về nhà mà chôn em dưới mồ để em nằm lại ngôi trường lạnh lẽo này?
Tha thứ cho anh Hà ơi. Đêm đó anh chỉ vô tình để em chứ không muốn vậy đâu. Tôi đưa bàn tay đầy máu chuẩn bị bóp cổ Trương tới nơi. Xuống đây chơi với em cùng với anh Khanh, anh Trương nhé. Anh xin lỗi em và Khanh. Anh xin lỗi mọi người. Nói xong Trương nhắm mắt ảo lên, phóng nhanh ra ngoài cửa. Vừa ra khỏi cửa, Trương đã bị Huy cùng Tiến nãy giờ nấp sau cánh cửa lao dàn để khống chế. Tiến đưa cầm số 8 khóa chặt tay của anh. Ngân bật điện thao tóc giả xuống. Tú liền tiến lại. Xin lỗi anh Trường. Tú, em chưa chết sao? Trường cố gắng đẩy Tú dãy sủa nhưng không có kết quả. 10 năm trước Ngân đã thấy bộ đồ hà mà gặp Trương lần cuối. Ngày sáng hôm sau phòng hội đồng dùng beng, thầy cô nào cũng dành đặt câu hỏi. Học sinh hôm nay được cho nghỉ để nhà trường tập trung phối hợp công tác điều tra. Tú Ngân cùng đông đủ thầy cô khác, cùng các anh em công an pháp y bao quanh ngôi mộ. Vị trí chính xác ngôi mộ đó chỉ có Tú biết, đó là vị trí mà Trương mò mẫm đêm nọ. 1 giờ trôi qua, hai bộ xương trắng và một phần xương được lấy lên. Ngân đứng kế bên Tú khóc to. Tú ôm vai của Ngân an ủi, nhưng đứng kế bên cũng đau lòng vì anh họ xấu số. Tiến nói với thầy Tùng, được rồi, còn lại cứ để bên em giải quyết, mấy thầy cô không còn việc gì cứ về đi. Bất ngờ Tú thấy một tờ vải màu bạc trắng kẹt giữa hai đám cỏ. Anh cầm lên, trên tờ giấy thiêu hình của hai con người bằng chỉ đỏ. Các thầy cô khác cũng đã về lần lượt. Tú cùng với Ngân ngồi lại trên ghế đá. Tự nhiên anh nhớ lại những lời nói hôm bữa trên nhà của bác Hùng. Dẫu biết chắc đó là do Trương vạch ra, nhưng anh vẫn khúc mắc. Ngân à, đêm đầu tiên cô sao biết tôi là giáo viên mới chuyển đến đây? Ngân nhìn Tú như không biết gì. Ý anh đêm đầu tiên là đêm nào? Thì đêm đầu tiên trước khai giảng ít ngày, Ngân chẳng dẫn tôi đến trường, còn giúp tôi nhặt áo quần vali rớt. Ngân từ lúc bốc mộ tới giờ nét mặt ủ rũ, bây giờ lại lắc đầu, trông không giống như nói dối chút nào. Vậy đêm đó người gặp Tú là ai? Thì Ngân kêu tôi lấy sợi dây chuyền từ anh Trương phải không? Ngân vẫn lắc đầu. Ô thầy Tú, mấy cái chuyện này nói thật tôi không biết, sợi dây chuyền gì vậy? Tôi nhớ lại tất cả những lần gặp Ngân trong trường học vừa qua, những lần thấy Ngân ở đám đông, anh vẫy tay chào cô chỉ cười, còn những lần cô chủ động đến nói chuyện với anh, toàn là lúc anh chỉ có một mình. Ngân đôi lúc cũng rất khác, anh cứ tưởng đó là một sự khó hiểu của đàn bà. Vậy thì cô gái anh gặp đêm hôm đó và người xuất hiện nhờ anh lấy sự di chuyển là hồn ma của Hà. Tôi trầm ngâm nghĩ ngợi, thoáng nét buồn. Nhận thấy Huy đằng xa, Tú đoán chính Khanh đêm hôm đó đã gây ra tai nạn để cứu Huy thoát chết. Vậy đêm mà bé Lan Đình treo cổ tự tử cũng là Khanh hiện ra báo hiệu cho anh chăng? Vài ngày sau, Nhung gặp Tú trên hành lang. Có tin của Trương rồi đấy Tú. Anh Trương sao hả chị? Anh Tiến bảo là việc của Hà thì cho dù Trương không nhận gì cũng đã có đủ bằng chứng để kết tội. Còn phía Khanh thì không được, vì hồ sơ cái chết năm xưa, về khám nghiệm tử thi lại thì cũng chỉ là đột quỵ không rõ nguyên nhân. Nhưng mà Trương sắp phải giải thích tại sao một phần thi thể của Khanh lại nằm trong ngôi mộ đó. Tôi liền thở dài, mọi chuyện đã kết thúc. À chị Nhung, có hôm chủ nhật tầm 4 giờ sáng chị lên trường, bảo em là để tập duyệt tiết mục văn nghệ. Sao hôm đó em không thấy có học sinh múa hát trên trường vậy? Nhung lúc này liền ngạc nhiên. 4 giờ sáng ngủ không sướng hay sao mà còn lên trường lúc đó để làm gì hả em? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện